những cuộc trò chuyện bởi đấng Christ của thời kỳ sau rốt. Những lời về việc tìm kiếm và thực hành lẽ thật. Trích đoạn. Nhiều người đã phản ánh cùng một vấn đề. Sau khi nghe mối thông công từ bề trên, họ cảm thấy sáng tỏ, tràn đầy sức mạnh và không còn tiêu cực nữa. Thế nhưng, tình trạng ấy chỉ kéo dài được hơn chục ngày rồi lại trở nên bất thường và họ lại thiếu sức mạnh. Họ không biết phải làm sao hay bước tiếp thế nào. Vấn đề này là gì vậy? Gốc rễ của nó nằm ở đâu? Các người đã từng nghĩ đến chuyện này chưa? Có người bảo rằng nguyên nhân là do con người không chú trọng đến lẽ thật. Vậy tại sao lúc nghe thông công xong, người lại có được tình trạng bình thường? Tại sao khi nghe xong lẽ thật, người lại cảm thấy đặc biệt vui sướng và giải phóng? Có người cho rằng đó là công tác của Đức Thánh Linh. Vậy vì cớ gì mà Đức Thánh Linh lại dừng công tác sau hơn chục ngày? Có người lại bảo đó là do họ không còn nỗ lực vươn lên và trở nên lười biếng. Vậy tại sao có những người đã nỗ lực vươn lên rồi nhưng Đức Thánh Linh vẫn không công tác trên họ? Chẳng phải ngươi cũng đang nỗ lực vươn lên đấy sao? Vì sao Đức Thánh Linh lại không công tác? Những lý do mà người ta đưa ra đều không phù hợp với thực tế. Vấn đề là dù cho Đức Thánh Linh có công tác hay không, thì sự hợp tác của con người cũng không thể bị phớt lờ. Khi một người yêu lẽ thật, hiểu được lẽ thật một cách rõ ràng, thì họ sẽ luôn duy trì được tình trạng bình thường, bất kể trong thời kỳ đó Đức Thánh Linh có công tác hay không. Mặt khác, nếu một người không yêu mến lẽ thật, thì dù họ đặc biệt hiểu rõ lẽ thật, và dù Đức Thánh Linh đang công tác đáng kể, thì lẽ thật mà họ có thể thực hành cũng sẽ rất hạn chế. Họ chỉ có thể thực hành một chút lẽ thật trong quãng thời gian ngắn khi họ vui vẻ. Còn phần lớn thời gian, họ vẫn sẽ hành động theo sở thích cá nhân, thường xuyên bộc lộ tâm tính bại hoại. Vậy nên, tình trạng của một người có bình thường hay không và liệu họ có thể thực hành lẽ thật hay không, không hoàn toàn phụ thuộc vào công tác của Đức Thánh Linh, cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào việc người đó có hiểu rõ lẽ thật hay không. Nó phụ thuộc vào việc liệu họ có yêu mến lẽ thật và sẵn sàng thực hành lẽ thật hay không. Thường thì khi một người nghe giảng đạo và thông công, tình trạng của họ trở nên bình thường trong một thời gian. Đây là kết quả của việc đạt đến hiểu lẽ thật. Lẽ thật giúp ngươi nhận thức được bản tính bại hoại của mình. Lòng ngươi vui sướng và giải phóng. Từ đó tình trạng của ngươi cũng cải thiện. Nhưng sau một thời gian, ngươi có thể gặp phải tình huống mà bản thân không biết phải trải nghiệm thế nào. Lòng ngươi không còn tươi sáng như trước. Và lại từ lúc nào không hay, ngươi quên đi lẽ thật. Người không cố gắng tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời trong hành động của mình. Người hành động độc đoán trong mọi việc và không hề có ý định thực hành lẽ thật. Theo thời gian, người đánh mất lẽ thật mà mình từng hiểu. Người liên tục bộc lộ tâm tính bại hoại, không tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời khi gặp chuyện. Và ngay cả khi đến gần Đức Chúa Trời, người cũng chỉ qua loa chiếu lệ. Đến khi nhận ra điều đó thì lòng ngươi đã rời xa Đức Chúa Trời, đã chống đối Đức Chúa Trời trong nhiều vấn đề và thậm chí còn thốt ra những lời báng bổ Đức Chúa Trời. Thế này thì gay go rồi. Những ai chưa đi quá chớn thì còn có thể cứu vãn được. Nhưng những kẻ đi xa đến mức báng bổ Đức Chúa Trời, phân cao thấp với Ngài, tranh đoạt địa vị, thức ăn và quần áo với Ngài, thì không còn cứu vãn được nữa. Mục đích của việc thông công lẽ thật cho rõ ràng là để giúp mọi người hiểu, thực hành lẽ thật và đạt được những thay đổi trong tâm tính của họ.
Nó không đơn thuần là mang lại sự sáng và một chút vui mừng cho lòng họ khi họ hiểu lẽ thật. Nếu ngươi hiểu lẽ thật nhưng không thực hành lẽ thật, thì thông công và hiểu lẽ thật cũng chẳng có ý nghĩa gì. Khi người ta hiểu lẽ thật nhưng không đưa nó vào thực hành, thì đây là vấn đề gì? Đây là bằng chứng cho thấy họ không yêu lẽ thật, rằng lòng họ không tiếp nhận lẽ thật. Thế là họ sẽ bỏ lỡ phước lành của Đức Chúa Trời và cơ hội được cứu rỗi. Về việc con người có thể đạt được sự cứu rỗi hay không, điều cốt yếu là liệu họ có thể tiếp nhận và thực hành lẽ thật hay không. Nếu ngươi đã đưa vào thực hành mọi lẽ thật mà ngươi hiểu, ngươi sẽ nhận được sự khai sáng, soi sáng và hướng dẫn của Đức Thánh Linh, sẽ có thể bước vào thực tế của lẽ thật, sẽ đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn về lẽ thật, đạt được lẽ thật và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Một số người không có khả năng thực hành lẽ thật. Họ luôn oán trách rằng Đức Thánh Linh không khai sáng hay soi sáng họ, rằng Đức Chúa Trời không ban cho họ sức mạnh. Như thế là sai. Đây là hiểu lầm Đức Chúa Trời. Sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh được xây dựng trên nền tảng hợp tác của con người. Con người phải thành tâm và sẵn lòng thực hành lẽ thật. Và cho dù sự hiểu biết của họ là sâu sắc hay hời hợt, họ cũng phải có thể đưa lẽ thật vào thực hành. Chỉ khi đó, họ mới được Đức Thánh Linh khai sáng và soi sáng. Nếu người ta hiểu lẽ thật nhưng không đưa nó vào thực hành, mà cứ đợi Đức Thánh Linh tác động và buộc họ đưa nó vào thực hành, thì chẳng phải họ quá thụ động sao? Đức Chúa Trời không bao giờ ép buộc con người làm bất kỳ điều gì. Nếu người ta hiểu lẽ thật nhưng không sẵn lòng đưa nó vào thực hành, thì điều này cho thấy họ không yêu lẽ thật, hoặc tình trạng của họ không bình thường và có sự cản trở nào đó. Nhưng nếu người ta có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ hành động. Chỉ khi họ không sẵn lòng thực hành lẽ thật, cũng không cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh mới không có cách nào hoạt động trong họ. Kỳ thực, bất luận người ta gặp dạng khó khăn gì thì cũng đều có thể giải quyết được. Quan trọng là liệu họ có thể thực hành theo lẽ thật hay không. Hiện nay, các vấn đề bại hoại nơi các ngươi không phải là ung thư hay bệnh nan y. Nếu các ngươi có thể quyết tâm thực hành lẽ thật, thì sẽ nhận được công tác của Đức Thánh Linh, và những tâm tính bại hoại này sẽ có thể thay đổi. Tất cả phụ thuộc vào việc ngươi có thể quyết tâm thực hành lẽ thật hay không. Đây là điều mấu chốt. Nếu ngươi thực hành lẽ thật, nếu ngươi bước đi con đường mưu cầu lẽ thật, thì ngươi sẽ có thể nhận được công tác của Đức Thánh Linh và nhất định có thể được cứu rỗi. Nếu con đường ngươi đi là sai, thì ngươi sẽ đánh mất công tác của Đức Thánh Linh, sai lầm hết bước này đến bước khác, và ngươi sẽ kể như xong. Cho dù ngươi có tiếp tục tin bao nhiêu năm thì cũng sẽ không thể đạt được sự cứu rỗi. Ví dụ như, khi đang làm việc, một số người không bao giờ cân nhắc chuyện làm thế nào để thực hiện công việc theo cách có lợi cho nhà Đức Chúa Trời và phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Kết quả là họ làm nhiều việc ích kỷ và thấp hèn, khiến Đức Chúa Trời khinh miệt và căm ghét. Và khi làm như vậy, họ đã bị phơi bày và đào thải. Nếu người ta có thể tìm kiếm lẽ thật và thực hành phù hợp với lẽ thật trong mọi việc, thì họ đã bước vào con đường đúng đắn trong đức tin nơi Đức Chúa Trời. Và vì vậy, họ có hy vọng trở thành người phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Một số người hiểu lẽ thật nhưng không đưa nó vào thực hành. Thay vào đó, họ tin rằng lẽ thật chỉ như thế này mà thôi, và không có khả năng giải quyết các ý riêng cũng như tâm tính bại hoại của riêng họ. Chẳng phải những người như vậy đáng cười nhạo sao? Chẳng phải họ lố bịch sao? Chẳng phải họ nghĩ mình thông minh sao?
Nếu người ta có thể hành động theo lẽ thật, thì tâm tính bại hoại của họ có thể thay đổi. Nếu họ tin và phụng sự Đức Chúa Trời theo cá tính tự nhiên của chính họ, thì không một ai trong số họ có thể đạt được những thay đổi trong tâm tính. Có người dành cả ngày để âu lo về những lựa chọn sai lầm của chính mình. Trước một lẽ thật sẵn có, họ không hề tìm hiểu hay thực hành mà kiên quyết chọn con đường của riêng mình. Đây thật là một cách hành động vô lý. Thực sự, họ có phúc mà không biết hưởng và sinh ra đã mang mệnh khổ rồi. Thực hành lẽ thật chỉ đơn giản như thế. Người có thực hành hay không mới là quan trọng. Nếu người là người quyết tâm thực hành lẽ thật, thì những sự tiêu cực, yếu đuối và tâm tính bại hoại của người sẽ dần dần được giải quyết và thay đổi. Điều này phụ thuộc vào việc lòng người có yêu lẽ thật hay không. Liệu người có thể tiếp nhận lẽ thật hay không? Có thể chịu đựng và trả giá để đạt được lẽ thật hay không? Nếu thực sự yêu lẽ thật, người sẽ có thể chịu đủ loại đau đớn để đạt được lẽ thật, cho dù đó là bị mọi người phỉ báng, xét đoán hay ruồng bỏ. Người nên chịu đựng tất cả những điều này bằng sự kiên nhẫn và khoan dung, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước và bảo vệ người. Ngài sẽ không bỏ rơi hay bỏ mặc người. Tuyệt đối là vậy. Nếu người cầu nguyện với Đức Chúa Trời với lòng kính sợ Ngài, trông cậy vào Đức Chúa Trời và ngưỡng vọng Ngài, thì sẽ không có gì ngươi không thể vượt qua được. Có lẽ ngươi có tâm tính bại hoại và có thể có vi phạm trong quá khứ, nhưng nếu ngươi có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và thận trọng bước đi con đường mưu cầu lẽ thật, thì chắc chắn ngươi sẽ có thể đứng vững, chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời dẫn dắt và bảo vệ. Một số người trang bị cho mình lẽ thật chỉ để làm việc và giảng đạo, cung ứng cho người khác, chứ không phải để giải quyết những vấn đề của chính mình, càng không quan tâm đến việc đưa lẽ thật vào thực hành. Mỗi thông công của họ có thể là sự hiểu biết thuần khiết và phù hợp với lẽ thật, nhưng họ không soi bản thân mình vào đó, cũng không thực hành hay trải nghiệm nó. Vấn đề ở đây là gì? Họ đã thực sự tiếp nhận lẽ thật như sự sống của mình chưa? Chưa. Người ta giảng giáo lý có thuần khiết đến đâu cũng không có nghĩa là họ đã có thực tế của lẽ thật. Để trang bị được lẽ thật, trước tiên phải tự mình bước vào nó và khi đã hiểu thì đưa nó vào thực hành. Nếu không tập trung vào lối vào của chính mình, mà phô trương bản thân bằng cách truyền giảng lẽ thật cho người khác, thì ý định của họ sai rồi. Có rất nhiều lãnh đạo giả làm việc như vậy. Họ không ngừng thông công với người khác về những lẽ thật mình hiểu, cung ứng cho những tín hữu mới, dạy người ta thực hành lẽ thật, làm tròn bổn phận của mình, không được tiêu cực. Những lời này đều đúng, tốt đẹp, thậm chí đầy yêu thương. Nhưng tại sao những người nói ra chúng lại không thực hành lẽ thật? Tại sao họ không có lối vào sự sống? Đây là chuyện gì vậy? Một người như thế này có thực sự yêu lẽ thật không? Khó nói lắm. Đây là cách những người Pharisee của Israel giảng giải kinh thánh cho người khác, nhưng bản thân họ lại không thể tuân giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Giê-xu xuất hiện và làm công tác, họ nghe tiếng Đức Chúa Trời nhưng lại chống đối Chúa. Họ đã đóng đinh Đức Chúa Giê-xu vào cây thập tự và bị Đức Chúa Trời rủa xả. Do đó, tất cả những ai không tiếp nhận hay thực hành lẽ thật đều sẽ bị Đức Chúa Trời kết tội. Họ thật đáng thương biết bao. Nếu câu chữ và giáo lý mà họ giảng có thể giúp ích cho người khác, thì tại sao lại không thể giúp ích cho chính họ? Chúng ta nên gọi một người như vậy là kẻ giả hình, không có thực tế. Họ cung ứng cho người khác các câu chữ của lẽ thật. Họ bắt những người khác thực hành nó, nhưng bản thân họ lại không thực hành một chút nào.
Chẳng phải một người như vậy thật trơ trẽn sao? Họ không có thực tế của lẽ thật. Ấy thế mà khi giảng những câu chữ và giáo lý cho người khác, họ lại giả vờ mình có. Chẳng phải đây là cố ý mê hoặc và hãm hại người khác sao? Nếu một người như vậy bị vạch trần và đào thải, họ chỉ có thể trách bản thân mình. Họ không đáng được thương hại. Một người chỉ giảng những câu chữ và đạo lý chứ không thực hành lẽ thật thì có đạt được sự thay đổi đích thực hay không? Chẳng phải họ đang lừa dối người khác và hãm hại chính mình hay sao? Mưu cầu lẽ thật thì quan trọng nhất là phải thực hành. Mục đích của việc thực hành lẽ thật là giải quyết tâm tính bại hoại của bản thân và sống thể hiện ra hình tượng giống con người. Nhưng họ lại không hề nhận ra tâm tính bại hoại của mình, không dùng lẽ thật để giải quyết các khó khăn của bản thân. Dù họ có chăm tưới, cung ứng hay hỗ trợ người khác như thế nào thì cũng chẳng bao giờ đạt được kết quả thực tế, vì họ không có con đường để bước vào sự sống hay thay đổi tâm tính của mình. Nếu việc thông công về lẽ thật không giải quyết được những khó khăn hay vấn đề của con người, thì chẳng phải họ chỉ đang nói những câu từ đạo lý bùi tai nhưng vô dụng hay sao? Nếu muốn đạt được sự thay đổi trong tâm tính, trước tiên, ngươi phải tập trung thực hành và trải nghiệm lời Đức Chúa Trời. Bất kể hiểu được những phương diện nào của lẽ thật, ngươi cũng phải tập trung đưa chúng vào thực hành. Chỉ thông qua thực hành lẽ thật, ngươi mới phát hiện ra vấn đề và đặc biệt là có thể nhận ra khi nào thì tâm tính bại hoại của mình bộc lộ. Nếu có thể mưu cầu lẽ thật để giải quyết các vấn đề này, thì ngươi sẽ bước vào thực tế lẽ thật và tâm tính sự sống của ngươi sẽ thay đổi. Lúc đó, ngươi sẽ có một con đường khi nói về việc thực hành lẽ thật và có thể giải quyết các vấn đề khi thông công về lẽ thật. Điều này cho thấy nếu ngươi sẵn lòng thực hành lẽ thật, ngươi sẽ sở hữu thực tế lẽ thật. Nếu ngươi sẵn lòng thực hành lẽ thật, ngươi sẽ đủ tư cách cung ứng cho người khác. Rồi Đức Chúa Trời sẽ khen ngợi ngươi và mọi người sẽ tán thành ngươi.